Cô Cao Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Dạ, nãy giờ Nhật Quỳnh cũng rồi. Vậy là chắc cô không có nghe được rồi. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh mời Xích Trần Thông và Sa Thủ Lành Thai. Dạ, kính mời Quỳnh Quách Thanh Á, mến mời Xích Trần Đạo, kính mời cô Ái Minh, dạ, mến mời Tâm Phương, dạ, kính mời tất cả, à, mời Cẩm Vân, và dạ, kính mời tất cả đầu tràng. Quý vị nào có thể đưa bằng tay xin lên thì kính mời ạ. Trong khi cô tự duyên không nghe, dạ, mời Rạng Đông nghe. Sa Thủ Lành Thai Chi Nhật Quỳnh, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư công đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, cô tu nữ tùy duyên. À, con thấy có sự pháp tính, con kính đảnh lễ sự pháp tính. Con kính chào đạo tràng, kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 224. Sắc chăng phá nề ná cùi chày giá thầy đầy chấp bát mìm bí già chi tù ê tê hí tì hí thà nề hí các chê đề hòa ná sằng tí kê. Sắc chăng phá nề ná cùi chày giá đầy chấp bát mìm bí già chi tù ê tê hí tì hí thà nề hí các chê đề hòa ná sằng tí kê. Sắc chăng phá nề ná cùi chày giá đầy chấp bát mìm bí già chi tù ê ê tê hí tì hí thà nề hí các chê đề hòa ná sằng tí kê. Nói thật không phẫn nộ của ít thí người sinh, nhờ ba việc lành này người đến gần thiên giới. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sắc chăng phá nề ná cùi chày giá đầy chấp bát mìm bí già chí tù ê tề hí tì hí tha nề hí cấp chê đề hòa ná sằng tí kê. Chân thật là đức làm đầu, chẳng nên phẫn hận là câu nằm lòng. Dẫu nghèo vẫn chẳng rít rong, ba điều tốt ấy thông dong cảnh trời. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Tehiti tihateni
nói thật không phẫn nộ của ít. Thí người sinh nhờ ba việc lành này, người đến gần thiện giới, đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sakyambane na ku chaya dasya basmin nipya jito e te hi ti hi tha ne hi gắn chê đê hoa nà săn tí kê. Chân thật là nước làm đầu, chẳng nên phẫn hận là câu nằm lòng. Giàu nghèo vẫn chẳng rứt sông, ba điều tốt ấy thông dong cảnh trời, đó là phổ cơ của Hòa Thượng Thích Nhất. Dạ cô đã kể xong ạ. Dạ xin kể mít hoa. Dạ cô xin kể mít là cho đội tràng. Dạ, yeah. Alo, alo, sao chị không nghe âm thanh gì hết? Dạ, yeah, cảm ơn. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Con kính hãnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp, Chư Tăng. Con kính hãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ và thân thật quý thiền nam tín nữ. Dạ, cảm ơn Ái Minh, Rạng Đông, Nhật Quỳnh, Hoa Nguyệt, Lạc Lê đã cho biết nghe rõ. Dạ, hồi nãy tự nhiên không nghe được. Dạ, bây giờ tự nhiên đã thấy tín hiệu rồi. Dạ, tự nhiên xin tập bài kinh Pháp Cú số 224. Dạ, sách chăng phan nề, sách chăng phan nề nắc quân hay chay giá, chay giá đắc chay bát nhìn bí giá chi tô ê tê hi tì hi thà nề hi gác chê đê hoà nát sàn tí kê. Sắc chăng phá nê na quân chay giá đắc cha pas min biya chi to ete hi ti hi tha ne gat che de quan san ti ke. Nói thật không phẫn nộ của ít, thí người sinh nhờ ba việc, nhờ ba việc lành này, người đến gần thiên giới. Sắc chăng phá nê na cuồn chay giá đạt cha bát nhìn bi giá chi tô ê tê hi ti thà nê hi gạt chăn đê qua gạt chê đê quan sân tí kê. Chân thật là, chân thật là đức làm đầu, chẳng nên phẫn hận là câu, là câu nằm lòng. Dẫu nghẹn chẳng dứt rong, ba điều tốt ấy thông dong cảnh trời. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. À, dạ, tự nhiên đã thấy tín hiệu của Ái Minh. Dạ, kính mời Ái Minh. Dạ, sa thú lành thay, kính cảm ơn cô Tuệ Duyên. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sanh Khai Giá.
Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Cô Tuệ Duyên. Ấy mình kính chào quý anh chị em trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Rạng Đông, cảm ơn cô Tuệ Duyên. Con xin phép được trả bài câu Pháp Cú số 224. Sắc chẳng phá nề na cú trì giá đá chấp bất nhìn bi già chi tù. Ê tê hi tì hi thà nề hi gá chê đề hòa na sàn tí kề. Sắc tì hi thà nề hi gá chê đề hòa na sàn tí kề. Sắc chẳng phá nề na cú trì giá đá chấp bất nhìn bi già chi tù. Ê tê hi tì hi thà nê hi gá chê đề quà na sàn tì kê. Đá chấp bát mìn bi ya chi tô. Ê tê hi tì hi thà nê hi gá chê đề quà na sàn tì kê. Nói thật không phẫn nộ của ít thí người sinh. Nhờ ba việc lành này, người đến gần thiên giới. Bản dịch của Hoài Thượng Minh Châu. Sang chẳng pa ne na cu chay ya dan cha pas min bi ya chi to e te ti tha ne ga che de wa na san ti ke sat chẳng pa ne na cu chay ya da cha pas min bi ya chi to Ê tê hi tì hi thà nề hi gá chê đề quá na mạ na sàn ti kề. Chân thật là đức làm đầu, chẳng nên phẫn hận là câu nằm lòng, dẫu nghèo vẫn chẳng rít rong, ba điều tốt ấy thông dong. Em đã trả lời xong, em kính mời chị Tâm Phương tiếp, kính mời chị. Alo. Dạ, dạ con cảm ơn cô Tuệ Duyên, cảm ơn Trần Đông, cảm ơn An Minh. À, cảm ơn. Dạ, con Tâm Phương. Con đi đầu đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con xin kệ câu Pháp Cú số 224. Sắc trầm pha nề na cu chày ya đà đà ya pha mình bi cha chi cô e te hi hi ti hi tha nề hi ga chề đề wa na san ti san chẳng pha nề na cu chày chày ya đai đa hòa bát mình bi cha ti cô e te hi ti hi tha ne hi chi ga che đề qua na chan ti khe. Nói thật không phẫn nộ của ít thí người sinh. Nhờ ba việc lành này, người đến gần thiên sứ. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chân thật là đức làm đầu, chẳng nên Phật là câu nằm lòng, dẫu nghèo vẫn chẳng ít rong, ba điều tốt ấy trong cảnh trời. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa dưới đất. Dạ. Sa chân phá nê na cu chê dây đa ba ban minh mi ya chi tô e te hi ti hi tha ne che de wa na san ti ke san chan pa ne na ku he chay da ya pa min bi cha si tô e tê đi tha nê gắn chê đê qua na sanh tì kê. Dạ con đã đọc và kể xong Pháp Cú số 224. Dạ xin mời vị kế tiếp.
Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ Nam Mô Tham Ma Dạ Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính ảnh lễ Đức Phật, con kính ảnh lễ Giáo Pháp, con kính ảnh lễ Đức Tăng, con kính ảnh lễ Thường Tọa Minh Hạnh Đại Đức Phật Tính cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc bài câu pháp cú số 224. Sắc chăng phá nê ná cút chay giá giá cha phát minh bí già chí tổ ê đề hí tì hí thà nê hí gáp chê đề hòa ná sàn tí kê sắc chăng phá nê ná cút chay giá giác cha phát minh bí gia chí tô ê tê hí tì hí thà nê hí gáp chê đề hòa ná sàn tí kê sắc chăng phá nê ná cút chay giá giác cha bát nghìn phí già chí tô ê tề hí tì thí thà nề hí gác chê đề hòa ná sàn tí kê nói thật không phẫn nộ của ít thí người sinh nhờ ba việc lành này người đến gần thiên giới. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chân thật là đức làm đầu chẳng nên phẫn hận là câu nằm lòng, dẫu nghèo vẫn chẳng rong. Ba điều tốt ấy thông dâm cảnh trời. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm nhận đã ôn ngày xong, mến mời bằng bài của Quỳnh Quách Thanh Á Xích Nhật Quỳnh. Và mến mời Hồng Thị Kim Nhung nha. Bến mời và mời Xích Nhật Quỳnh. Dạ, sa tu lành thầy Xích Cẩm Vân. Nam mô Phật Thầy, ya nam mô Tham Ma, ya nam mô Sáng Kháng, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Và con xin được kể kinh pháp cú số 224. Cảm ơn sĩ Tàng Đông, sĩ Hoa Nguyệt, sĩ Trần Đạo, cô tu nữ Tề Diên và sĩ Huỳnh cho biết nghe rõ. Sắc chăng pha nê na cu chay ya đa cha pa mas ming pi ya chi to e te hi ti tha nê hi gap che de wa na san ti ke sắc chăng pha nê na cu chay ya đa cha pa mas ming pi ya chi to ê tê hi tì hi tha nê hi gáp chê đều na san tì kê. Nói thật không phẫn nộ của ít thí người xin nhờ ba việc lành này người đến gần thiên giới. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Chân thật là đức làm đầu chẳng nên phẫn nộ là câu nằm lòng, dẫu nghèo vẫn chẳng rít rong. Ba điều tốt ấy thông dong cảnh trời. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ Nam Mô Phật Thà Dạ. Con xin được mời Sister Hồng Thị Kim Nhung tiếp theo. Dạ con Kim Nhung, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lễ sư Minh Hạnh, sư Tín, các anh chị trong room. Dạ con xin trả bài kinh pháp cú số 224. Sách chẳng na cu chày gia đách cháp bát mình bi già chi tổ ê tề hi tí thà nề hi gách chề đề na sằng tí kề sách chẳng pha nề na cu chày gia đách cháp bát mình bi già chi tổ ê tề hi tí hi thà nề hi gách chề đề hòa na sằng tí kề sạch chăng pha nê na cu chay ya đa cha pas minh bi ya chi tho e te hi ti hi tha nê hi gạch chê đê hoa na sang ti kê. Nói thật không phẫn nộ
của ít thí người sinh, nhờ ba việc lành này, người đến gần thiên giới, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chân thật là đức làm đầu, chẳng nên phẫn nộ hận là câu nằm lòng, dẫu ngày vẫn chẳng rít rong, ba điều tốt ấy thong dong cảnh trời, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin xuống mic ạ, mời vị kế tiếp. Xin cảm ơn huynh Watthana ạ. Dạ, kính mời Sít Nhật Thuyền cầm mic. Alo, Sít Nhật Thuyền online. Ổn chưa Sít ơi? Ok, kính mời Sít nha. Dạ, cảm ơn Quỳnh Bách Thanh á. Và cảm ơn Đạo Tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, hôm nay đường nét của Nhật Quỳnh nó tét tùm lum hết rồi. Dạ, không biết làm sao nữa. Nó yếu quá, không có tặng hoa được cho Kim Nhung. Hoan hỷ nha. Tâm pháp ơi, lúc nãy còn ở trong đào tràng không ghi tâm pháp. Quỳnh thấy tâm pháp chạy ra chạy vào, rồi tâm pháp cũng rời rung luôn rồi. Dạ con xin thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Như Quỳnh kính chào đào tràng. Dạ con xin được trả bài câu pháp của kinh số 224. Dạ, cảm ơn Minh Bát Thanh Á cho bài học. Để đi khách nè. Dạ. Sát chẳng ba nề nát cút chày gia đất chấp ba nhìn đi già chi tờ ê tê hí tì hí thà nề hí gót chê đệ qua nó xanh chê. Sát chẳng ba nề nát cút chày gia đất chấp ba nhìn đi già chi tờ ê tê hí tì hí thà nề cái gác chê đề qua nó sanh tí kê. Nói thật không phẫn nộ của ít thí người sinh, nhờ ba việc lành này người đến gần thiên giới. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Sạch chăng phà nê nà cua chay ya đã cha bát miên bì giả chi tô ê tê hi ti hi tha nê hi gát chê đê qua nà san thi kê. Chân thật là đức làm đầu, chẳng phận hận là câu nằm lòng, dẫu nghèo vẫn chẳng rít rong, ba điều tốt ấy thông dong cảnh trời. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhục Bình kính cảm ơn đạo tràng. Và sa thủ đành thai. Nhục Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Quỳnh Bách Thanh Á, Xích Trần Đạo, Xích Rạng Đạo, cô Ái Minh, Xích Kim Nhung. Dạ, không biết còn thiếu ai không? Để lên tới xuống này, nếu có thiếu vị nào, xin hoan hỷ cho Nhục Quỳnh. Dạ, đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ thì đã đến giờ học bài mới là câu pháp cú kinh số 225. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được đại đức pháp tính giảng dạy từ vựng. Nam mô Bích Hà, dạ. Nam mô Tham Mà, dạ. Nam mô Sang Kha. Nam mô Ta Sa Phá Gà Hoa Tô A Ra Hà Tô Sam Mà Sam Bù A Đà Hà Sa. Nam mô Ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu da ha sa. Nam mô Ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma
Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời đất mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời như chẳng gì hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhôm kiều chẳng như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn năm. Cả tam giới thừa ân khổ cập ma đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tới mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng câu pháp của kinh số 225. Nhà sư có nghe được âm thanh của con, sư cho con một tín hiệu để con kính dâng mít đến sư. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng loa. Dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ đạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ cảm ơn Hoàng. Dạ cảm ơn Kim Nhung. Dạ cảm ơn cô Tu Nệ Duyên. Dạ một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính ạ. Dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư cho con một tín hiệu ạ. Dạ con xin được xuống mít con chát. Dạ chữ coi sư có thấy không? Dạ Quỳnh Quách Hà Ná Trích Trạng Đông. Dạ con thấy rồi. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được nhiều là rõ. Và con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa tuệ quyền, thượng tọa Ông Minh Thành cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Dạ, bây giờ qua phần ôn lại bài cũ, bây giờ chúng ta bắt đầu học bài mới. Đó là câu kệ Pháp Cú Kinh số 225. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thích nghĩa từ vựng. Dạ. Ahimsaka Ye Mút Na Vô. Ahimsaka Ye Mút Na Vô. Ahimsaka Ye Mút Na Vô. Nít chăng ca dê ná săng vũ ta. Nít chăng ca dê ná săng vũ ta. Nít chăng ca dê ná săng vũ ta.
tê danh tiết ách chú tăng tha năng, tê danh tiết ách chú tăng tha năng, tê danh tiết ách chú tăng tha năng, giác thác ganh to nát xô chá rề, giác thác ganh to nát xô chá rề, giác thác ganh to nát xô chá rề. Mà kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái danh tính từ Ahimsaka. Ahimsaka có nghĩa là những vị không hãm hại, những vị không hãm hại. Á không hãm hại, ca á cát, ca ở đây có nghĩa là chỉ cho sở hữu, chỉ cho người số nhiều, thành ra Ahimsaka có nghĩa là những vị không hãm hại. Dê ai hay là người nào, dê ai hay là người nào, hoặc là những người nào, nhà những vị nào. Mú ná vô có nghĩa là những vị hiền trí. Mú ná vô, những vị hiền trí. Muốn nát vô những vị hiền trí. Nít chăng, nít chăng có nghĩa là thường xuyên. Nít chăng có nghĩa là thường xuyên. Ca dê nát, ca dê nát, ca dê nát ở đây ca giá là thân, do được chia theo sử dụng cách số ít thành ra nó trở thành ca di nát. Vậy do bằng thân hay là bởi thân thường xuyên thu thúc, bằng thân bởi thân đó, do thân, do bởi với bằng. Sân vú ta, sân vú ta có nghĩa là thu thúc. Sân vú ta có nghĩa là thu thúc. Sân của ta nghĩa là thu thúc. Dạ yeah. Rồi ở đầu dòng thứ ba chúng ta có một đại từ nhân sinh T có nghĩa là những vị ấy. T là những vị ấy. Gian tí, danh tí ở đây có nghĩa là thì, là hay là trở thành. Thì là trở thành. Nhà ách chú tăng, ách chú tăng có nghĩa là bất tử. Bất tử, ách chú tăng, bất tử. Tha năng, tha năng ở đây có nghĩa là cái vị trí hay là chỗ đứng. Vị trí hay là chỗ đứng có nghĩa là những vị ấy đi đến nơi trở thành hoặc là đến nơi bất tử. Rồi kế tiếp ở đầu dòng thứ tư, giác thác, giác cũng là nơi đến, cũng là nơi hay là nơi đến. Giác thác nơi chốn. Ganh to, ganh to là sau khi đi đến. Ganh to sau khi đi đến. Nát không, sô chá rê, sô chá rê có nghĩa là sầu muộn, than khóc. Sầu muộn, than khóc. Dạ, yeah. Vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. Cảm ơn Phật tử Lai Minh rất nhiều.
Ahim Saka Ye Munayo Nip Chang Ka Ye Sang Buddha Te Yan Tiết Át Chú Tăng Tha Năng Giác Thác Gan To Nát Sô Chá Rê. Bậc hiền không hại ai, thân thường được chế ngự, đạt được cảnh bất tử, đến đây không u sầu. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và bây giờ thì một lần nữa kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng và kính chào đại chúng ở trong rung. Giờ đây thì con xin được thay mặt đại chúng ở trong rung xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền Từ Bi Quan Hỷ thuyết giảng bài học Pháp Cú Kinh số 225. Và không biết Thượng Tọa có nghe được âm thanh của con hay không, xin Thượng Tọa Quan Hỷ cho con được biết được tín hiệu. Dạ, con vào đây thì một lần nữa con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền. Dạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sằng Khai, dạ giờ thời đại chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn anh Minh Thanh Á, cùng Nhật Quỳnh, cùng đại chúng. Cảm ơn Trần Đạo, cảm ơn Trần Đông. Và chúng con thành tâm kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, đến Đức Phật Tính cùng Chư Tăng Đức Tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tín đồ cùng Chư Phật tử và sự bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavantang Abhivade Visvakkhato Phakkhavata Dhammo Dhammang Dhammasami Sukkhadipanno Phakkhavato Savakka Sangho Sangham Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Báo là Phật Báo, Pháp Báo và Tăng Báo. Nguyện nhờ quy lực Tam Báo hàng giáo hộ đến Chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng Chư Phật tử luôn được hành đạt cùng chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy nhá. Dạ, kính bạch với ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học câu Phật Cú số 225. Phải nói rằng câu Phật Cú này khi chúng ta nghe thì nó rất là lạ, cũng như từ thở xa xưa những vị tỷ kheo và chư Phật tử cũng thấy lạ như vậy. Câu chuyện được kể rằng ở tại Anchavana gần Saketa liên quan đến câu hỏi của chư tỷ kheo. Thì một hôm Đức Phật Ngài vào thành Saketa khất thực, có một người Bà La Môn trong thành nhìn thấy Đức Phật đi vào cổng thành, ông ta quỳ xuống ôm chân Phật và kêu lên: con thân yêu, bổn phận con là chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già, sao lâu quá chúng ta không gặp được con. Đây là lần đầu cha mới gặp con, hãy về thăm mẹ con đi. Khi Đức Phật nghe như vậy, Đức Phật đi theo ông. Ông lão đưa Đức Phật về nhà, ngồi vào cái chỗ sẵn sẵn cùng với chư tỳ kheo. Và rồi vợ của Bà La Môn mới đến gặp Phật và gieo người dưới chân ngài nói: con ơi, mấy lâu nay con ở đâu? Không ai chăm sóc cha mẹ khi tuổi già, bắt yêu những người con trai gái ra chào Phật và nói: hãy chào anh của con đi. Vui mừng hân hoan, Bà La Môn và vợ cúng dường thức ăn đến cho Phật và tăng chúng, và thỉnh cầu Bạch Thế Tôn hãy thọ trai nhà ở đây, nhà của con suốt đời. Đức Phật trả lời: chư Phật không bao giờ thọ trai ở một nơi cố định. Vậy như thế, xin ngài cho chúng con biết người nào mời thọ trai. Từ đó đến Đức Phật bảo người đến thỉnh ngài thọ trai, hãy bỏ Bà La Môn đó và hãy đến nói với ông ta rằng ngày mai chúng tôi sẽ thỉnh Phật thọ trai. Bà La Môn sẽ đem cơm canh từ nhà của mình đến chỗ của Đức Phật. Khi không có ai mời,
Đức Phật dùng cơm tại nhà ông. Cả hai vợ chồng thường xuyên cúng dường Phật và nghe pháp. Sau thời gian điều chứng tam quả, cách được heo bàn tán ở pháp đường này chưa hiền. Bà Lâm muốn biết chắc chắn rằng phụ thân của ngài là Đức Vua Tịnh Phạn và mẹ là bà Hoàng hậu Ma Gia. Dù vậy, các bà đều gọi là con của chúng ta và chấp nhận lối xưng hô như vậy thế nào? Phật nghe chuyện này, ngài dạy: này các tỳ kheo, hai vợ chồng đều xem ta như con, cho nên họ lập ta, họ gọi ta là con. Và Đức Phật ngài mới nói cho các tỳ kheo về cái câu chuyện quá khứ. Trong thời quá khứ, ông Bà La Môn ấy là cha của ta trong 500 kiếp, là chủ của ta trong 500 kiếp, là ông nội của ta trong 500 kiếp, bà vợ là mẹ của ta 500 kiếp, là dì của ta 500 kiếp, là bà ngoại của ta 500 kiếp. Ta được nuôi dưỡng 1.000 năm kiếp bên người chồng và 1.000 năm trăm kiếp bên người vợ. Để giải thích cái việc 3.000 đời là con cháu của họ, Đức Phật nói lên câu kệ: khi ý tưởng hơn và trái tim tin tưởng, ta có thể tin vào người mới gặp lần đầu, qua liên hệ quá hiền, lòng yêu thương khởi lên như sen nhô trên nước. 3 tháng ở Saketa, Đức Phật thường lưu tới nhà Bà La Môn ấy để thọ trai, và sau 3 tháng họ chứng quả A La Hán và nhập niết bàn. Mọi người tỏ vẻ kính trọng thi hài họ, đặt lên trên cái giàn cây và khiêng đi. Họ tin rằng, họ cho rằng đây là mẹ và cha của Đức Phật. Dân chúng đi dự cái lễ đám tang rất là đông. Đức Phật đến một giảng đường gần nơi quả táng chờ ở đấy, và mọi người đến đảnh lễ Phật và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn đừng có buồn vì sống thân đã qua đời. Họ tìm an ủi Đức Phật vì thay vì nói cho họ hoặc là vỡ trách họ là sai lầm, Đức lại quan sát tâm tư của mọi người và ngài nói về một bài pháp tương ứng trong trường hợp đặc biệt này. Và đọc kinh như sau: đời sống thật cấn ngủi, 100 kiếp, 100 năm chưa qua, người ta đã phải chết. Dù có ai sống lâu rồi cũng sẽ chết già. Các tỳ kheo không biết rằng Bà La Môn và vợ của ông ta đã nhập niết bàn. Hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, họ nhập niết bàn rồi, như vậy thì họ sẽ tái sanh về đâu? Này các thầy tỳ kheo, trong trường hợp của vị A-la-hán thánh như họ, không có kiếp sau, họ đã đạt được, họ đạt đến niết bàn của bất tử vĩnh hằng. Và Đức Phật ngài nói lên câu pháp cú: ngày hôm nay, bậc hiền không hại ai, thân thường được chế ngự, đạt được cảnh bất tử, đến đây không tu sầu. Câu pháp cú này gợi lên, đó là một thiên sự mà chúng ta cần phải giải quyết vấn đề. Tại sao Bà La Môn này, ông gọi Đức Phật là con, và vợ ông ta cũng gọi là con, ngài chấp nhận, ngài không nói gì? Chúng sinh thường sống trong cái thường tình của ái làm nhân, của ái làm duyên, cho nên họ xem trong cái ái duyên đó nó rất là thân gần. Không vì vậy mà Đức Phật ngài chỉnh đốn, ngài hoặc là ngài chỉnh sửa. Bởi vì Đức Phật ngài biết rõ cái tình thương mến thương, một cái chân tình, một cái giá trị chân tình đó, mà bằng cái tuệ giác của chính ngài, ngài đã quan sát
những người này quả thật đúng là những người cha, những người mẹ của chúng ta trong dặm luân hồi quá nhiều. 100 năm trong 100 kiếp, xin lỗi, trong 500 kiếp đã là cha là mẹ, và 500 kiếp là bà ngoại, và 500 kiếp là ông nội, vân vân. Thì chúng ta thấy ở đây giờ chúng ta có một sự câu sinh hết sức là lớn, câu hữu rất là nhiều trong quá trình tu tập hay trong dặm luân hồi của tất cả chúng ta. Tại sao mà một người khi chúng ta gặp nhau, chúng ta cảm thấy như đã quen nhau từ thuở nào? Ấy cũng là một cái duyên, tiền thân ái luyến, là vợ là chồng là con cái. Nhiều khi người đó không phải đẹp như sắc nước hương trời, người đó không phải đầy đủ một cách mỹ mãn, và cũng mà gặp một người này tự nhiên chúng ta thấy ghét. Cái sự thấy ghét đó, cái không thích đó, nó cũng từ tiền thân có cái quan kết, và cũng như từ tiền thân có một sự dây nối kết ái luyến với nhau. Chỗ này quan trọng vô cùng. Khi đó, bởi vì Đức Phật ngày dạy trong cái từ tâm đó, đặc biệt chúng tôi muốn mở rộng chỗ này cho quý vị hiểu. Khi mà chúng ta bực bội, khởi lên những cái sân tâm với một con người nào đó, thì chúng ta hãy nghĩ rằng những con người này từ tiền thân trong dặm luân hồi quá khứ từng là cha mẹ, từng là anh em, từng là vợ chồng của chúng ta, từng là những người thân của chúng ta, bây giờ là nghịch duyên đối nghịch với ta. Cho nên chúng ta đừng có khởi lên cái sân tâm để bực bội khó chịu người, hay là hại người ta, hay là tham ác đến người ta. Tự nhiên khi chúng ta khởi lên những cái tâm tư như vậy, thì chúng ta sẽ nuôi dưỡng được từ tâm, mà chúng ta không có tạo thêm cái ác nghiệp, quan kết đời đời. Cái này tuyệt vời vô cùng, kính thưa quý vị. Khi chúng ta hiểu được một cái duyên, hiểu được cái nhân quả từng hoàn, và bởi vì chúng sinh do vô minh che khuất, do vô minh phủ đầy, do chạy theo cái ái làm nhân, ái làm duyên, cứ được á, thì bảo bọc giữ gìn chấp thú, còn không được á, thì bực bội khó chịu. Quả thật chúng ta phải biết tu thì chúng ta mới thấy rằng cái giá trị chân tình, cái giá trị mến yêu, cái giá trị keo sơn gắn bó có được hay không là do tự hai người phải tự hiểu, phải do chính mình và người ấy. Là tình cảm tương duyên với nhau. Mà câu chúng ta thường nói như thế này: sống trong cuộc đời, kiếp này chúng ta gặp nhau, kiếp sau có gặp nhau nữa hay không thì thôi, hãy sống hết tình nhau trong cái chân tình, trong một cái đúng đắn tốt đẹp. Thì nếu như chúng ta sống tốt đẹp thì tương lai chúng ta sẽ gặp nhau tốt đẹp. Nếu như chúng ta sống không tốt đẹp thì tương lai chúng ta sẽ gặp nhau cái sự không tốt đẹp. Đó là sự thật đối với mình. Và chúng ta phải nhớ, cũng đừng có lạ tại sao một người như vậy mà sánh đôi với người này, tại sao một người như thế mà sánh đôi với người kia. Tất cả là nhân quả mà cha mẹ không thể quyết định, ông bà thầy tổ không ai có thể quyết định cho người sẽ như thế này, con sẽ được như thế kia. Tất cả là do duyên nghiệp lăn trôi của chính nó. Chúng ta hướng nghiệp nó là một chuyện, chúng ta hướng đường hướng đạo
dẫn đường, chúng ta mở lối. Nó đi trên con đường đó, nó có thể tiếp tục đi, hay nó có thể dừng lại, hay có thể đi ngược lại cũng không chừng. Đó chính là do tùy duyên, tùy nghiệp của chính chúng sinh đó. Khi chúng ta hiểu được như vậy thì kính thưa, thì chúng ta sẽ được tốt. Và đó chính là một cái tu hết sức là mạnh mẽ. Bởi vì sao? Khi chúng ta biết như vậy đó, chúng ta đỡ có cái sự quán trách, quán hờn. Tại sao chúng ta lại nợ? Tại sao chúng ta lại thương người này? Tại sao chúng ta dính mắt người kia? Mà cái nợ tiền thân đó nó không thể, nhiều khi có thể gỡ, có thể không gỡ. Nhiều khi mình bị người ta mạt sát, nhiều khi bị người ta xem thường, nhiều khi bị người ta giận hờn, vân vân, mà chúng ta lại có thể bỏ qua được. Và tại sao nhiều khi người ta nâng niu mình, người ta trìu mến mình cảm thấy không kể như là không có vừa lòng, thì hiểu rộng hiểu sâu chúng ta mới thấy nó rất là lạ, nó rất là buồn, rất là vui. Vui là vui sao? Vui là khi chúng ta hiểu được cái nhân quả của chính nó, cái duyên khởi của chính nó và cái sự tình của chính nó. Và khi chúng ta buồn, nếu như chúng ta không hiểu, chúng ta không hiểu được một cách rõ ràng, thì chúng ta luôn luôn trách móc và chúng ta luôn luôn buồn khổ. Chứ sự thật ra nó không là một vấn đề. Đây là chúng tôi nói trên một tinh thần có sự giao kết với nhau. Cho nên tất cả chúng ta, dầu cho cái chuyện gì lớn lao, hãy gói lại, hãy đơn giản lại cho nó xem là nhỏ, để chúng ta không có làm hại lẫn nhau. Bởi vì cái mà cái rải từ tâm, hay là cái tu từ tâm, hay là rải tâm từ đối với tất cả chúng sinh, để chi? Để mong cho tất cả được an vui. Mình muốn được an vui và mong tất cả được an vui như chính mình. Đây chính là duyên sự đã nói lên như vậy. Cái duyên sự ý nghĩa thứ hai nữa đó, Đức Phật Ngài nói rõ cho chúng ta được nghe, được hiểu, được biết đó. Khi mà tâm tưởng hiểu mới hiểu biết được rằng đây chính là người thân của mình, đây chính là những người con của chính mình, thì tâm họ tin hân hoan. Và chính cái tâm hân hoan đó nó mới đánh động cho trái tim này, cho tâm hồn này rung động, nó rung cảm, họ mới cảm nhận được, họ mới cảm thụ được một người này rất là đặc biệt với mình, một người này rất thân thương với mình. Mà kính thưa quý vị, có những lúc á, quý vị thử coi, mình xem họ như con của mình, mà có những lúc chúng ta xem họ như là mẹ, như là cha của mình, thì sự thật không phải đơn giản mà chúng ta xem như vậy. Tự nhiên gặp người đó, chúng ta cảm thấy họ như là con của mình, họ như là cha, như là mẹ, như là anh, như là chị, như là dì, như là cô, như là ông, là bà của mình. Và chúng ta đối xử với người cũng như là tình ông cháu, tình cha con, tình mẹ con, tình bè bạn, tình anh em, tình thân hữu, tình vợ, tình chồng. Chúng ta có thể đối xử với người đó như thế vậy, thì chúng ta thấy đó chính là cái duyên. Cho nên phải nói rằng hiểu được cái duyên, là cái duyên đến duyên đi, duyên thuận duyên nghịch, cái duyên của vô thường, cái duyên của khổ não, thì phải nói rằng là một cái chúng sinh chúng ta sẽ rất là tỉnh thức buồn đó, và cũng chính là chúng ta cũng chấp nhận đó. Nó thật như vậy đó quý vị, buồn đó mà chúng ta cũng chấp nhận đó, bởi vì sự thật không thể đổi thay. Cái gì là sự thật thì cái đó nó tồn tại. Và ở đây chính Đức Phật này xác định rõ cho chúng ta biết, thì dầu cho bởi vì có nhiều cái mối tương duyên liên quan và liên hệ như thế, thì khi chúng ta, bởi vì mới khi mà gặp lần đầu tiên, chúng ta mới có sự tin tưởng, chúng ta có một cái sự mến yêu, chúng ta có một sự mến thích, chúng ta có một cái sự yêu quý một cách trân trọng. Không phải đơn giản được như vậy đâu quý vị. Và đó chính là
là từ tiền thân rủ, là từ tiền thân mà chúng ta mới gặp nhau được, chứ không đơn giản đâu. Và khi hiểu và khi biết như vậy thì tất cả mọi chuyện nó là một vấn đề chúng ta không cần phải nói nữa. Bởi vì khi mà chúng sinh, khi chúng sinh có thể cảm thụ được, khi chúng sinh có thể nắm chắc được, khi chúng sinh có thể biết được, hiểu được, thì kính thưa quý vị, thì chúng sinh có thể làm được tất cả mọi việc gì. Và tin tưởng. Bởi cho nên khi mà người ta bị thân thương một người nào đó, nếu như cái tình thân thương đó mà họ có một cái, có một cái điều căn bản thôi, không làm một cái điều mà làm cái gì mà nó để sái quấy, nó để trái ngang, thì chúng ta hãy để tùy duyên đi, chứ đừng bao giờ mà phân kỳ phân ly, là giai thế như thế này, là hoàn cảnh, là điều kiện như thế kia, tất cả chúng ta không thể quyết được, mà chỉ có nhân quả của chính họ mới quyết định họ. Định rằng những gì trong hiện kiếp này chúng ta có thể cố gắng hết sức, nhưng nó có thể được, nó có thể không được, nó có thể thuận hay nó có thể nghịch, tất cả là do nhân duyên. Và rồi có như thế nào cũng không, sự đời này cũng không bước qua cái mà Đức Phật Ngài nói một câu mà câu đó nó có một giá trị xung xuyên suốt muôn thở. Ye tham hệ tu bồ tát tế sanh sa chê cha ma ha sa ma no. Pháp nào làm nhân sanh thời pháp đó sẽ chịu quả diệt của chính nó. Kiếp chúng sinh phải sanh ra là kiếp con người phải chịu cái sự sanh, sự già, sự bệnh và sự chết. Dù có sống lâu như thế nào nhưng cũng sẽ chết. Không chết trẻ thì cũng chết trung niên, không chết trung niên thì chúng sẽ chết ở tuổi già. Đó là giá trị sự thật. Cái con người đã sanh ra, không ai xưa và nay chưa có một liều thuốc bất tử, chưa có một phương lương diệu dược nào mà có thể chúng sinh ngàn năm muôn kiếp mà sống mãi. Dẫu rằng ít thứ ba đó như ý được các bậc thánh hiền, Đức Phật và các bậc thánh hiền chứng đắc, nhưng các ngài cũng không thực hiện cái liều thuốc đó. Bởi vì sự thật hiện hữu trong cõi cuộc đời là mệt mỏi và đau khổ, chứ chả có làm cái gì mà chúng ta cần phải có một cái sự hân hoan và chào đón nó một cách yêu mến nó. Bởi vì chính chúng sinh đang khát ái, chính chúng sinh sống với cõi dục cho nên mới thích thú với sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc là như vậy. Đây chính là chúng tôi muốn nói lên một cái trong câu chuyện để gợi nhớ cho chúng tôi nhiều điều, và chúng tôi cũng cảm thụ xuyên qua cái câu chuyện này có ý nghĩa trong cái bài kinh của hôm nay. Trong cái câu pháp cú này chúng ta thấy rất là đặc biệt. Bởi gọi là tại sao mà gọi là Aham Saka Ye Bhut Na Yo Nik Chang Ka Ye Na Sang Su Toa Te Yan Thi An A Chú Tăng A Chú Tha Năng Giác Tha Ganh Toa Na Sô Chà Rê. Đối với một bậc hiền trí hay là một bậc thánh, một bậc hiền nhân, thì không hại ai, không hại ai ở đây tức là không có tham ác, không có sân ác, không có tà kiến ác đối với một chúng sinh nào cả. Bởi vì đây tức là bậc thánh tứ quả, các ngài dục ái và sân được đoạn trừ, cái màn phủ hay là cái tam độc tức là sân độc
tham độc và si độc được các ngài đã tẩy sạch cái độc dược này, cái độc tố này đã được tẩy sạch, một sự thành tựu, một sự viên mãn, hay là các kiết sự đã được đoạn tận. Khi thân được chế ngự, thân thường được chế ngự đây tức là mắt, cái cảnh sát, tai nghe tiếng, mũi của mùi, thân xúc chạm được vị, điều đã được các ngài kinh qua, không còn khởi lên tham ái, không còn khởi lên cái sự đau buồn, tưởng nhớ, bực bội, khó chịu nói đối với ngài, nó không là một vấn đề. Bởi vì đạt được cảnh bất tử, cảnh bất tử ở đây chính là amata, amata, amata. Mà cảnh bất tử đó ở đây muốn nói lên chính là bậc thánh tứ quả, bậc thánh a la hán. Cho nên ở đó chính là cái sự hiềm hận hay cái sự não hại đối với người thì đối với bậc thánh không bao giờ có. Tâm của các ngài không có khởi lên dù một cái tâm ý nhỏ, bởi vì một trong những cái tịnh hạnh của các bậc thánh, các ngài là bậc tịnh hạnh, chân chánh hạnh, như lý hạnh, giá đi đăng chất ta đi bố rí sa du gà ni át ta bố rí sa phúc cà la ê sa pa cà vô tàu xá vô cà sàng khô a ủ này vô bà ủ này vô đắc chú này vô anh chơi lê này vô. Mà chúng ta thường nghe đọc trong kinh văn bậc diệu hạnh thân đệ tử, bậc chánh chơn pháp lưỡng tăng già, bậc mô phạm khỏi ta bà, thân tâm trực hạnh, chỗ này quý vị như này, thân tâm trực hạnh rời về xa luân hồi, thành đạo quả bốn đôi tám chúng, Attaburisapukala, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, xá quá cái sanh khô, ao này vô, bao này vô, đắc khi này vô, Angelicara này vô, cung nghinh kính lễ một niềm thánh đức cao cả, phước điền dài sâu, tức là vui nhắc cái tăng lục cái sa tinh xứng đáng cho chúng sinh lễ bái cúng dường. Chỗ này đặc biệt, cho nên các ngài mới gọi là chân chánh hạnh, như lý hạnh, gồm bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cung nghinh kính lễ một niềm thánh đức cao cả, phước điền dày sâu. Bởi vì chính thưa quý vị, là cái mà cái trực hạnh, chân chánh hạnh tuyệt đối trước mặt hay sau lưng đối với các ngài, không còn cái chuyện che giấu cái tội lỗi của mình, không hề. Và đó là nói về các bậc tịnh hạnh một cách tuyệt đối. Và đạt được cảnh bất tử, các ngài không còn cái sự tái sanh, trở lui cái trạng thái đau khổ của kiếp con người nữa, đạt đến cảnh bất tử. Bởi vì cho nên đến đây không u sầu, như thế đến đây không u sầu là đối với cái việc tam quả đã diệt trừ sân hạnh rồi. Nhưng đạt được cảnh bất tử là nó khẳng định đến giá trị của bậc tứ khóa Arhatta Phala Magga Phala, tức là đạo quả đã được viên thành. Đây chính là vui nhất khích tăng lỗ cá xà tí, xứng đáng cho chư thiên và loài người đánh lễ cúng dường, và là phước điền vô thượng trong đời. Tuyệt vời lắm quý vị, rất là hay. Khi đó bởi vì hỏi gì chứ, các thầy thì cái hỏi rồi hang Bà La Môn này khi thiêu ổng đó, ổng sẽ bạch Thế Tôn thì hay người coi như là người thân, tiền thân là cha là mẹ của Thế Tôn về đâu, họ đạt được cảnh bất tử. Và chỗ này chúng tôi nói cho quý vị nghe luôn,
tại sao mà Đức Phật không cải chính ngay lúc đó cho Bà La Môn này? Bởi vì Đức Phật Ngài biết được cái duyên của Bà La Môn này từ tiền thân là cha là mẹ, cũng là để báo ân ân cha mẹ dưỡng dục từ tiền thân, và họ cũng đã đủ lành phước báo. Chính Đức Phật Ngài tế độ cho Bà La Môn này, vợ chồng Bà La Môn ở Sakita này nhập vào thánh quả. Và khi nhập vào thánh quả, còn cái việc mà cái lời xưng tán xưng hô nó không là một vấn đề, nó chỉ là chế định. Chẳng qua nói rằng chế định đây là con tôi, đây là chồng tôi, đây là vợ tôi, đây là người thân của tôi, thì đó chính là cái giả tướng gọi là Panyati, chúng sinh chế định, hay là Nama Panyati tức là danh chế định. Được chế định ra, sự thật ra chứ nói rằng tôi là con của ông A, B, C đó là mượn từ ngữ danh chế định để gọi. Tên của tôi như thế, chứ sự thật ra mình cho rằng đây là chồng mình, đây là cha mẹ mình, đây là con mình, mình còn thân mình còn chưa nắm, còn chưa giữ được mà. Cho nên câu kinh rất là hay: con ta, tài sản của ta, người ngu suy nghĩ quấy, thân mình còn không có, con đâu, tài sản đâu. Ở đây nói lên cho chúng ta biết, nếu như chúng ta hiểu biết được rằng trong cuộc sống này, trong đời sống này, đó là một cái sự tiếp nối. Mà khi đi đám tang á, chúng tôi thường khuyên cho vong linh đó, và cũng như xuyên qua báo cảnh báo cho những người thân đó, chân linh phải hiểu và những người còn sống cũng phải hiểu. 60 năm cuộc đời, 60 năm trọ, quán trọ cuộc đời, 70 năm, 71 năm, 72 năm, 73 vân vân, đã trọ quán cuộc đời như thế đã là quá đủ. Mà chúng ta nghe cái bài hát hôm nay ở trọ trần gian, mà Trịnh Công Sơn đã nói ở trọ trần gian thì mượn cái lời ký của Phật Pháp, mà Trịnh Công Sơn nói như vậy thôi. Hôm nay ở trọ trần gian, mai kia dù có, mai sau cũng là. Ở trọ trần gian đây là cái gì? 60 năm cuộc đời trọ trần gian này, như chúng tôi bây giờ thì xem như ở trọ trần gian này 51 năm trọ cuộc đời. Rồi vì lớn hơn chúng tôi 60, 70, 80, 40, 30, 20 vân vân, thì là trọ trần gian cuộc đời là như thế đó. Thì chẳng qua là chúng ta ái chấp trong cái quán trọ đó. Chúng ta muốn chúng ta tồn tại một cái quán trọ này, mà đã quán trọ cuộc đời, chúng ta ở trọ trần gian này, chúng ta phải ra đi. Quán trọ tức là quán dừng nghỉ 50 năm, 30 năm, 20 năm ở kiếp con người này. Rồi chúng ta phải ra đi thôi. Chúng tôi nhớ có một cái bài thơ của một nhà thơ nào quên, nó chỉ đó cũng là một cái kiến văn đó. Mà thường khi nói tới cái chỗ này chúng tôi hay nói cho nó: đời là một đường sắt dài vô tận, ta kiếp tha nhân một chuyến tàu. Chuyến con tàu còn có nơi dừng, nơi nghỉ của chiếc con tàu. Ga tàu còn kiếp tha nhân của chúng ta thì mãi luân hồi.
thì quán trọ cuộc đời và chuyến tàu trở đi trong cuộc tử sinh của chính mình nó là như thế, đúng không chị? Cho nên chúng sinh đạt được cảnh bất tử, tức là không còn con tàu nữa và không còn quán trọ cuộc đời nữa. Sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống sau. Đây chính là tâm Phật. Tâm của Phật là tâm không còn sanh tử, tâm không còn tạo nhân, tâm không còn cái cho ra quả thiện ác nữa. Tâm của Phật là tâm không thiện không ác. Mà chúng ta ở trong cái gọi là Kriya Chitta, mà trong Vi Diệu Tạng A Tỳ Đàm gọi là tâm tố di tác, Kriya Chitta. Cho nên ai nói rằng người ấy có tâm Phật, tâm Phật là tâm không thiện không ác. Chúng ta thường nói rằng thiện tâm khởi lên đó chính là tâm Phật. Nói như vậy chúng ta chưa hiểu Phật Pháp. Mà hiểu được Phật Pháp thì chúng ta mới thấy rằng một cái tâm đại thiện chỉ là thiện tâm thôi. Mà Phật thì không có thiện tâm, Phật cũng có ác tâm. Tại sao hiểu đi? Bởi vì thiện tâm khởi sanh với người nào, quả thiện sẽ khởi sanh với người đó. Ác tâm khởi sanh với người nào, quả ác sẽ khởi sanh với người đó. Bởi vì Đức Phật và các bậc thánh tứ quả không còn cái tâm ác, không còn cái tâm thiện. Tâm ác thì chúng ta nói được rồi, không có tâm ác là chắc. Tại sao không có tâm thiện? Bởi vì có tâm thiện thì nó sẽ trả quả thiện, thì trả quả thiện thì tiếp tục sanh ở lăng trong. Chỗ này cái lý này đặc biệt lắm đó quý vị. Và khi chúng ta học hiểu chúng ta mới biết. Bởi vì cho nên mà còn cuộc đời có vui thì cuộc đời có buồn, bể dâu sinh tử, vui ít khổ nhiều, nó là như thế. Rất là đặc biệt, rất là hay, rất là tốt. Chúng sinh phải biết rằng đừng suy nghĩ mình đến từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Đến đây cũng do nghiệp duyên, do duyên do nghiệp tạo thành. Ra đi cũng do duyên do nghiệp tạo thành đó. Thế mà Manopangamatama vân vân chặt căng qua quá hạ tu ba đằng cha gia qua quá hạ tu ba đằng. Hãy mà ác á thì như bánh xe lăn theo con vật kéo xe, mà hãy mà tâm thiện lành thì như là bóng không rời hình, cha gia qua quá hạ tu ba đằng. Nói như thế đó, đi theo cái nghiệp duyên của chính mình. Nghiệp duyên đó là thuận duyên, là nghịch duyên. Nghiệp duyên đó là thiện hay ác là do chính hành động tạo tác của mỗi chúng sinh. Mà không có một thần linh thượng đế nào mang tới cho ta. Chính ta thừa tự cái hành động của mình, là chủ nhân hành động của mình, và là một cái riêng của tất cả, không ai giống ai. Chính vì nghiệp dị biệt cho tất cả tâm tư của mỗi con người cũng dị biệt. Và chính vì tâm tư của mỗi con người dị biệt cho nên hình hài thể xác của mỗi con người cũng dị biệt, cũng khác lại như thế. Thì kính thưa toàn thể quý vị, câu kinh hôm nay Đức Phật này xác định rõ một cái giá trị nhân duyên ở trong cuộc đời của tất cả chúng ta. Đến đi đều là một mối tương quan.
trùng phùng với nhau trong tiền thân. Và tất cả rồi cũng sẽ đi qua, rồi sẽ biến chuyển. Đừng có ái níu cuộc đời này. Và cuối cùng, nếu như ai khởi lên đạt thành tựu được, chứng đắc được thánh đạo thánh quả, và người ấy mở được cái cánh cửa bất tử, thì sẽ không còn sầu, không còn khổ đau, không còn sanh tử trong cuộc đời này là như thế. Tôi xin có đôi điều giảng giải về duyên sự và ý nghĩa câu Pháp Cú số 225 là như nếu có điều chi sở thích, kính ngưỡng mong chư Tôn Đức Tăng cùng toàn thể đại chúng quan hỷ. Kính chấm dứt thời giảng thuyết nơi đây, trước khi dứt lời kính dân phần Phật lành của Đức Trời Đức Thích Tứ Đại Thiên Vương cấp vị chư thiên hùng thiên chánh pháp, hướng miệng phần công đức này đến cho tất cả chúng sinh, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa, và cầu mong cho đại dịch Covid sớm trôi qua, cho chúng sinh được an lạc. Kính dân phần phước này đến cho các bậc thầy tổ của chúng tôi đã quá bán, nhất là Ngài Cố Hòa Thượng Tịnh Sự, Ngài Pháp Tuệ, Ngài Phúc Hạnh và Sư Trưởng, cũng như là Sư Vinh, Thị Lực, cũng như thân bằng quyến thuộc là cha là mẹ, là những người thân, là những người hữu ân đã quá vãng giúp đỡ cho chúng tôi trong những kiếp này cũng như kiếp tiền thân, luôn luôn được an lạc, được tấn hóa. Ứng nguyện phần công đức này đến các vị chư thần, chư thiên, các vị chân linh, ký linh, và tại khỏi nghiêm, cũng như tất cả nơi chùa chiền và tư gia của quý vị, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa trong Phật Pháp, và mong cho chúng tôi quý vị được sớm chấm dứt cái sự sinh tử khổ đau. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Samkhaya. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Tuệ Quyền đã giảng bài học Pháp Cú số 225 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng tọa. Dạ, con kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Vato sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa buddha nupavena sada sati phuan tuite. Vato sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa dhamma nupavena sada sati phuan tuite. Vato sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa sangha nupavena sada sati phuan tuite. Tất cả hạnh phúc an có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai.